Eco Central Park, quy mô 183 hecta nằm dọc trên trục đường Nguyễn Sĩ Sách và dọc bên bờ sông Lam thơ mộng. Tại sao Nga lại nói rằng nơi đây là một vị trí kim cương? Vì nơi xứng đáng để trở về của chúng ta, Eco Central Park, chỉ cách trung tâm thành phố 5 km, cách bờ biển 3 km và cách những điểm đến sân bay quốc tế Vinh và bãi biển Cửa Lò 12 km, gần trung tâm, gần sông, gần biển, để đón cái gió, cái nắng, điểm mát mẻ vào mùa hè, khô ráo vào mùa đông. Và thiên nhiên luôn là giá trị cốt lõi của những sản phẩm mà nhà sáng lập Eco Park mang đến, để mỗi ngày một trở về nhà đều được thiên nhiên yêu thương. Về nhà là về giữa thiên nhiên. Hơn 30% diện tích cây xanh và mặt nước trong lòng dự án, tương đương với 50 hecta trong một quần thể 183 hecta. Và mỗi một người dân ở đây sẽ được hưởng trọn nguồn sống trong lành là 100 cây xanh mật độ trên đầu người. Và lần đầu tiên tại Thành Vinh, về với đại công viên xanh lớn nhất miền Trung, nơi cái nắng không chạm đến đỉnh đầu, mà cái gió không làm chín lừ ra mặt, mà nhường vào đó là không gian xanh cỏ, xanh cây, không gian của mặt nước với hồ Thiên Nga 10 hecta trong lòng dự án, với những cung đường dạo bộ ven hồ tuyệt đẹp. Các anh chị, chúng ta thử hình dung xem, thay vì bước đi trên những con đường ngoằn ngoèo sỏi đá nhấp nhô, mà gió mà nắng sát vào đâu là nghe khô nín thở, thì về với Eco Central Park sẽ là những con đường xanh cỏ, xanh cây, sẽ là tiếng chim ríu rít líu lo với hồ Thiên Nga, với tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ. Và về với Eco Central Park, mỗi một ngày đều là một kỳ nghỉ dưỡng 365 ngày được thiên nhiên yêu thương. Không chỉ là thiên nhiên, lần đầu tiên khi Eco Central Park đến với Thành Vinh, chúng tôi không chỉ mang tới thiên nhiên để xua đi cái nắng, cái gió của nơi này, mà lần đầu tiên tại Thành Vinh, và chúng tôi cũng mang đến cho miền Trung những tiện ích đẳng cấp chưa từng có. Những tuyến phố đi bộ, mua sắm, ẩm thực sẽ là những thiên đường giải trí, ăn uống, vui chơi lớn nhất cho những người con xứ Nghệ. Chúng tôi kiến tạo nên một điểm đến mới cho tất cả những người con Thành Vinh, với quảng trường trung tâm dài gần 2 km dọc dự án. Và rồi mai này, người ta sẽ phải kháo nhau về một nơi, đó là biểu tượng của thành phố Vinh vào ban đêm, với quảng trường ánh sáng rộng 100.000 m² lớn nhất Thành Vinh. Và với những người con Thành Vinh hiếu học, chúng tôi mang về hệ thống trường tiêu chuẩn, hệ thống trường tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu về chất lượng và cơ sở vật chất cho mảnh đất hiếu học này. Và tất cả những yếu tố mà Nga chia sẻ, có một điều mà Nga muốn nhấn mạnh sau đây. Tất cả những tiện ích, nhà ở, thương mại, dịch vụ, giải trí, giáo dục, y tế, tất cả sẽ được vận hành bởi những tập đoàn lớn nhất thế giới chúng tôi kết hợp cùng. Và đây, Nga tin rằng là những điều chưa từng có tại Thành Vinh. Và khi có mặt tại Eco Central Park tại Thành Vinh, chúng tôi kiến tạo nên một biểu tượng sống mới của miền Trung. Ngày hôm nay, khi có mặt tại đây, chúng tôi không bán nhà. Chúng tôi mời tất cả các anh chị về một nơi xứng đáng để trở về. Và chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để nhìn những nét vẽ đầu tiên trong phân khu của Eco
đầu tiên trong dự án Eco Central Park. Và những nét vẽ đầu tiên của chúng tôi mang đến đó là The Garden, ra nhà là vườn, ra vườn là đại công viên. The Garden có concept đó là mang nhà vào trong, mang vườn vào trong nhà, nhà trong công viên và công viên trong đại công viên. Nếu như Eco Central Park nằm ở phía đông của thành phố Vinh thì The Garden nằm ở phía đông của Eco Central Park. Và khi đến với The Garden, chúng tôi sẽ kiến tạo nên một biểu tượng sống mới. Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện về một không gian sống xanh, nơi có những ô cửa sổ phun kính tràn, mang không gian thiên nhiên trong từng căn phòng, trong căn nhà của bạn. The Garden kể về câu chuyện những căn nhà được phủ xanh bởi thiên nhiên, được bao quanh bởi ba trục đường, đường quốc lộ Hùng Vương 40m 4 làn đường, đường Âu Cơ 34m và đường công viên 24m, sẽ là những quần thể kiến trúc được bao bọc, được ôm trọn một mình bởi những hàng cây xanh. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ kể những câu chuyện về những căn nhà phố vườn, những căn nhà phố đại lộ và những quần thể biệt thự công viên nép mình trong những cánh rừng xanh. Có một câu chuyện rằng Nga không phải là người sống ở Vinh, nhưng mà vài tháng trở lại đây thì Nga rất may mắn được đến với mảnh đất này. Và một trong những điều trăn trở của Nga và team chủ đầu tư đó là liệu có một nơi nào tại thành Vinh để mà mình có thể đi ăn trưa mà lúc đứng lên lưng áo không ướt đẫm mồ hôi. Và mình cũng trăn trở một điều rằng là mỗi một năm Nghệ An đón hơn 3 triệu lượt du khách. Và làm thế nào để hơn 3 triệu du khách này đến với thành Vinh, hay những người con thành Vinh xa xứ trở về cũng có một địa điểm ăn trưa, ngồi ở một nơi mà được trải bàn ghế ra giữa vườn và được thưởng thức những món ngon trong một đại công viên. Nhà sáng lập Eco Park, chúng tôi luôn trăn trở tìm ra những sản phẩm khiến cho người dùng trân trọng. Và lần đầu tiên, concept nhà phố vườn ra đời với ước mong để mỗi một người con về thăm Vinh sẽ ăn một bữa ăn trưa mà đứng lên lưng áo không ướt đẫm mồ hôi. 82 căn nhà phố vườn trong quần thể 68 hecta của The Garden. Nhưng để phục vụ hơn 500.000 người trong bán kính 20 km, Nga tin rằng là một người sale bất động sản, việc thuộc tất cả những thông tin này là một điều hiển nhiên. Nhưng liệu rằng đằng sau tất cả những con số này là những câu chuyện, là những điều gì mà người làm sản phẩm muốn gửi gắm tới tất cả mọi người? Ngày hôm nay, The Garden kể câu chuyện về những căn nhà phố vườn giữa đại công viên, nơi thiên nhiên phủ xanh mọi mái nhà. Tại sao người ta sẽ phải ngồi ăn trong một không gian chật chội nóng bức bê tông tại thành Vinh khi chỉ cách 10 phút lái xe là có thể đến một đại công viên lớn nhất miền Trung, có thể thưởng thức những món ăn ngon, ngồi trong một không gian thiên nhiên xanh? Nghe thế thôi là đã muốn đến đây hẹn hò từ sáng tới chiều rồi. The Garden kể câu chuyện về mỗi một căn nhà là một vườn treo Babylon thu nhỏ. 100% tất cả các ban công được thiết kế là ban công sắt, với một dụng ý để cho tất cả những nhành hoa, những cây leo có thể đua mình tỏa hương sắc ra ngoài. Và chúng ta sẽ có những căn nhà phố vườn tạo nên những dãy phố thơ mộng nên thơ. The Garden kể câu chuyện
về những căn nhà phố có trần cao 6 mét. Nếu như tất cả các anh chị một lần đến với Eco Park Hưng Yên để biết được cách mà nhà sáng lập Eco Park làm nhà phố, những căn nhà phố trần cao 6 mét, ngăn âm, cách ồn. Khi tầng 1 là kinh doanh sầm uất thì tầng 2, tầng 3 vẫn có không gian an yên, thư thái của một đại gia đình. Đó là những căn nhà phố trần cao 6 mét. Những căn nhà phố trần cao 6 mét. Khi kinh doanh đưa vào những căn nhà cao 6 mét sẽ trở nên sang trọng, hiện đại, đẳng cấp vô cùng. Các anh chị thử hình dung xem, thay vì là ngày hôm nay chúng ta đi ăn đặc sản Nghệ An miếng lươn trong một kinh doanh trần cao từ 3,5 cho tới 4 mét. Kinh doanh đó vẫn là món ăn đó nhưng đưa vào một không gian nhà phố vườn trần cao 6 mét. Kinh doanh sẽ tự nhiên đắt tiền hơn bao giờ hết. Và nhà phố vườn còn kể câu chuyện về sự duyên dáng của những căn nhà không bao giờ chạm lưng vào nhau. Hai mặt tiền thông thoáng, mặt trước vỉa hè 6 mét rộng rãi, thuận lợi cho kinh doanh. Mặt sau 4 mét, đó có thể là không gian để chứa vật dụng, nhưng cũng có thể là không gian để những rậu cây, những nhành hoa và tạo nên những cái con hẻm nhỏ giống như trong lòng phố cổ. Và ngày hôm nay, khi mang nhà phố vườn đến với The Garden Eco Central Park, chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả những kinh doanh trong thành Vinh này, họ sẽ nói với nhau rằng, để muốn nâng cấp kinh doanh từ 3 sao lên 5 sao, thì hãy chuyển về những căn nhà phố vườn tầng trần cao 6 mét tại Eco Central Park. Câu chuyện thứ hai mà Nga muốn kể cho các anh chị nghe đó là về những căn nhà phố đại lộ. Mỗi một sản phẩm của Eco Park chưa bao giờ lặp lại của chính bản thân mình và sẽ luôn luôn là một câu chuyện riêng. Đối với người làm kinh doanh hay làm marketing thì điều thành công nhất đó chính là kinh doanh của mình một ngày được bao nhiêu triệu view, có đúng không ạ? Có đúng không thì có một tràng pháo tay được không ạ? Và nếu như kinh doanh của chúng ta một ngày mà không phải làm gì mà cũng có 200.000 cho tới nửa triệu view, sẽ chẳng có một chiến lược marketing nào đắt giá hơn khi sở hữu một căn nhà phố đại lộ tại Eco Central Park. Quyết định của ngày hôm nay chưa cần sở hữu, chỉ cần thuê thôi. Đã có một không gian mặt tiền rộng lớn để treo bảng biển, để có một không gian kinh doanh nửa triệu view mỗi ngày. Eco Central Park mang tới những căn nhà phố đại lộ, tấp nập giao thông qua lại, phun kính tràn. Câu chuyện kể về những làn đường đại lộ Hùng Vương 40 mét rộng lớn với mặt tiền phía trước của những căn nhà. Và chúng tôi nói về những cái mật độ giao thông qua lại trên những căn nhà phố đại lộ khiến cho kinh doanh của chúng ta sẽ trở thành niềm khao khát của tất cả những người làm kinh doanh tại Thành Vinh. Chúng tôi kể về những căn nhà phố đại lộ được phủ kính với hai mặt tiền kinh doanh sang trọng. Tại Thành Vinh, liệu rằng chúng ta đã từng nhìn thấy những căn nhà phố đại lộ nào mà có hai mặt tiền phủ kính sang trọng khiến cho kinh doanh của chúng ta trở nên đắt giá hơn bao giờ hết? Và nhà phố đại lộ cũng kể câu chuyện về những ban công giật tầng với bồn hoa, với hệ bồn hoa cao từ 2 cho tới 4 mét vuông, khiến cho mỗi một không gian ban công là những vườn hoa đua nhau ra và khiến cho những mặt phố đại lộ này trở nên những con đường nhỏ xinh, những con đường ngào ngạt hương hoa hơn bao giờ hết. Và người ta sẽ nói với nhau rằng nhà phố đại lộ đó là niềm khao khát của tất cả những người làm kinh doanh tại Thành Vinh. Các anh chị thân mến, trong cuộc đời có những lúc
chúng ta mua nhà để ở. Cũng có những lúc chúng ta mua nhà để kinh doanh. Nhưng đó chưa bao giờ là sứ mệnh mà nhà sáng lập EcoPark theo đuổi. Chúng tôi kiến tạo nên những sản phẩm mà người ta khao khát sống, mà người ta khao khát để trở về. Và câu trả lời đó có trong quần thể biệt thự công viên tại Eco Central Park. Eco Central Park mang tới những quần thể biệt thự là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật sắp đặt của kiến trúc châu Âu và phù hợp với thời tiết khí hậu tại Thành Vinh. Đó là những quần thể kiến trúc tinh tế, lịch lãm, sang trọng và khiến cho mỗi một con người trở về mỗi một ngày đều là một kỳ nghỉ. Khi mỗi một ô cửa sổ là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, là điều gì chúng tôi muốn kể ở đây? Đi khắp Thành Vinh, liệu rằng có một căn biệt thự nào phủ kính tràn? Khi mà cái nắng, cái gió của Thành Vinh đổ xuống đầu, làm sao mà có thể phun kính tràn để nắng hắt vào nhà? Về với Eco Central Park, chúng tôi trồng cây tỏa bóng mát trên mỗi một căn biệt thự. Đó là những cây xanh lâu năm với bán kính 10 mét tỏa rộng, che chở cho ngôi nhà. Và đằng sau mỗi một khung cửa kính, đó là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các anh chị, chúng ta hãy hình dung xem đằng sau những khu cửa kính này, đó là những ban công. Đó là những căn ban công có diện tích từ 10 cho tới 14 mét vuông. Những căn ban công này, nơi này sẽ là nơi những đứa trẻ được sinh ra, được lớn lên, chập chững bước đi trên những căn vườn nhỏ xinh tuyệt đẹp. Và về với những căn biệt thự song lập tại Eco Central Park, chúng tôi kể về những câu chuyện nơi mà lần đầu tiên tại Vinh, những cung đường đến trường cho trẻ thơ đẹp đến thế. Bởi vì chỉ vài bước chân thôi quanh những căn biệt thự song lập này, qua nhà là vườn mà qua vườn là trường. Tất cả những tiện ích, công viên, khu vui chơi, quảng trường trung tâm nằm trong bán kính chỉ vài bước chân đối với biệt thự song lập. Và về với Eco Central Park, với những căn biệt thự song lập, nơi mà những cung đường nắng chỉ rơi thành từng giọt nên thơ. Số liệu thực tế cho thấy rằng tại Nghệ An, cứ 10 hộ gia đình thì có một gia đình sở hữu ô tô. Và chúng ta nói rằng tại Eco Park là nơi mà con người được thiên nhiên yêu thương. Nhưng ngày hôm nay, Nga mang tới một khái niệm mới. Tại Eco Central Park là nơi mà những chiếc ô tô cũng được yêu thương, khi mà những chiếc ô tô này không phải đỗ dưới những cái vỉa hè lòng đường chật chội. Với vỉa hè của biệt thự từ 4 tới 6 mét đủ rộng để đỗ từ 2 đến 3 chiếc xe cho gia chủ và khách mời khách đến nhà, thì còn là cái không gian bóng cây tỏa rực, và ngồi lên xe thì sẽ không bao giờ thấy nóng. Và những điều này có lẽ là Nga chưa thấy tại Thành Vinh. Và chính là về với Eco Park là nơi mà đến cả chiếc ô tô cũng sẽ được yêu thương. Và ngày hôm nay khi có mặt tại đây, Nga nói với các anh chị rằng chúng ta đang kể câu chuyện về một nơi xứng đáng để trở về. Nhưng hơn tất cả, Nga muốn nói rằng đó là một món quà xứng đáng nhất dành cho những người mà ta yêu thương nhất. Bởi vì chúng ta sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho những người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ với 7 căn biệt thự song lập nằm nép mình trong những cánh rừng xanh. Số lượng hữu hạn của những căn biệt thự song lập với những sản phẩm vượt trội đã khiến cho đây là một niềm khao khát của tất cả những người con xa xứ muốn trở về. Tất cả những quần thể
quần thể biệt thự song lập, đó là những căn biệt thự nép mình trong những cánh rừng xanh mát. Đây chính là món quà xứng đáng nhất dành cho người mà ta yêu thương nhất. Và nét đắt giá nhất trong những quần thể biệt thự này, đó là những khu vườn trên cao với diện tích 17 m². Các anh chị hãy thử hình dung xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ngồi ở trong nhà, uống một ly trà, thưởng thức một cái không gian an yên, bình yên trong một công viên đại cây xanh, nhưng mở cửa bước ra, đó là một khu vườn trên cao 17 m². Một không gian kết nối tình thân của cả gia đình với những bữa tiệc barbecue và với những căn biệt thự đơn lập tại The Garden Eco Central Park. Chúng tôi khẳng định đây chính là không gian nhà trong vườn mà vườn trong đại công viên. Ngày hôm nay khi có mặt tại đây, chúng ta cùng nói với nhau nghe một câu chuyện về một nơi xứng đáng để trở về. Không phải chờ đến 2 năm nữa, mà những ngày qua và ngay tại giờ phút này, người ta sẽ phải